Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình 60 cộng trên kênh truyền hình BRT. Chương trình trưa nay 19 tháng 7 chúng tôi sẽ chuyển tải đến quý vị nhiều nội dung đáng chú ý. Thường trực Chính phủ tổ chức hội nghị chuyển đổi số với các bộ trưởng, trưởng ngành, chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương. 6 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu dệt may của Bà Rịa Vũng Tàu khởi sắc. Nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 tại các địa phương. Tiêu điểm chương trình 60 cộng hôm nay phản ánh những khó khăn của hoạt động sản xuất nông nghiệp và khai thác đánh bắt hải sản trong thời điểm mùa mưa bão. Bộ Thông tin và Truyền thông, cơ quan thường trực Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số cho biết, nếu như năm 2020, Việt Nam chỉ đứng thứ 6 trong khu vực ASEAN về tốc độ tăng trưởng kinh tế số, thì năm 2021 đứng thứ 3 và 2 năm tiếp theo, 2022-2023, đứng thứ nhất. Báo cáo về chỉ số sẵn sàng trí tuệ nhân tạo AI năm 2022 xếp Việt Nam hạng 55 toàn cầu, trong khi Singapore xếp thứ 2, Malaysia 29, Thái Lan 31. Về xếp hạng an toàn, an ninh mạng toàn cầu, Việt Nam đứng ở vị trí thứ 25 trên 194 quốc gia, vùng lãnh thổ được xếp hạng. Về giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, nếu năm 2019 cả nước mới chỉ đạt gần 11%, thì đến nay đã đạt 55%, tăng gấp 5 lần. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 43%, tăng hơn 8 lần. Bộ Thông tin và Truyền thông ước tính tỷ trọng kinh tế số trong GDP Việt Nam năm 2023 đạt 16,5% và đến tháng 6 năm 2024 là 18,5%. Phát biểu tại Hội nghị Thường trực Chính phủ về chuyển đổi số, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu chuyển đổi số toàn dân, toàn diện với sự tham gia của cả hệ thống chính trị, người dân, doanh nghiệp, sự hợp tác hỗ trợ của bạn bè, đối tác quốc tế, chú trọng xây dựng hạ tầng số, hoàn thiện thể chế số, đào tạo nhân lực số để bắt kịp, tiến cùng và vượt lên trong thế giới đầy biến động hiện nay. Từ đầu năm đến nay, các doanh nghiệp ngành dệt may, sản xuất sợi trên địa bàn tỉnh nhận nhiều đơn hàng mới, giúp kim ngạch xuất khẩu dệt may của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trong 6 tháng đầu năm đạt 320 triệu đô la Mỹ, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Đến thời điểm này, hầu hết doanh nghiệp ngành dệt may của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã đủ hàng sản xuất đến cuối năm, mùa cao điểm sản xuất dịp Noel và Tết, thậm chí một số doanh nghiệp có đơn hàng đến quý 1 năm 2025. Hiện các doanh nghiệp trong ngành đang tích cực cải tiến quy trình sản xuất, đổi mới máy móc thiết bị, công nghệ, ứng dụng tự động hóa các khâu sản xuất nhằm nâng cao công suất, chất lượng, đáp ứng đa dạng các đơn hàng. Ngoài ra, doanh nghiệp dệt may cũng chú trọng lựa chọn nguyên vật liệu thân thiện với môi trường, có khả năng tái chế, phù hợp với xu hướng kinh tế tuần hoàn, đảm bảo tiêu chuẩn xuất khẩu vào các thị trường tiên tiến. Đoàn công tác huyện ủy Đất Đỏ đã có buổi làm việc với đảng ủy xã Láng Dài về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng đảng và phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2024. 6 tháng qua, đảng ủy xã Láng Dài triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ và đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong đó, thu ngân sách trên địa bàn đạt 51% dự toán năm, tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm đạt 63,3% kế hoạch năm. Xã đã hoàn thiện hồ sơ trình tỉnh xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Địa phương cũng triển khai hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị được tập trung thực hiện tốt. Làm việc với đảng ủy xã Láng Dài, lãnh đạo huyện ủy Đất Đỏ yêu cầu địa phương duy trì thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, trong đó tập trung các tiêu chí về thu nhập, việc làm cho người dân, vận động khuyến khích nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đất Đỏ vừa tổ chức hội nghị thông tin thời sự cho gần 100 chức sắc chức việc, nhà tu hành các tôn giáo trên địa bàn huyện năm 2024. Báo cáo viên đã thông tin về tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh của huyện Đất Đỏ trong 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong dân tộc, tôn giáo. Đây là hoạt động được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Đất Đỏ tổ chức thường kỳ nhằm giúp cho các vị chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo trên địa bàn nắm hiểu các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật nhà nước, từ đó tuyên truyền vận động đồng bào có đạo thực hiện tốt.
Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đất Đỏ tổ chức giám sát việc thực hiện đề án 938, tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ tại Ủy ban Nhân dân xã Phước Long Thọ. Thực hiện đề án 938 của Thủ tướng Chính phủ từ năm 2019 đến nay, các ban ngành đoàn thể xã Phước Long Thọ phối hợp giải quyết một trường hợp mâu thuẫn, tổ chức 6 hội nghị chuyên đề về phòng chống bạo lực gia đình, xâm hại tình dục trẻ em. Ủy ban Nhân dân xã vận động các mạnh thường quân xây tặng 2 căn nhà tình thương cho hội viên phụ nữ khó khăn với tổng số tiền 360 triệu đồng. Trao tặng 66 suất học bổng cho con em hội viên phụ nữ với tổng trị giá 126 triệu đồng. Trao gần 100 thẻ bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho phụ nữ nghèo. Ngoài ra 11 phụ nữ khó khăn khác được hỗ trợ vay vốn phát triển kinh tế gần 500 triệu đồng. Tiếp theo là các hoạt động kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 diễn ra trên địa bàn tỉnh. Tại huyện Long Điền, đồn biên phòng Phước Tỉnh phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thị trấn Long Hải tổ chức thăm hỏi tặng quà cho các cựu thanh niên xung phong, thương binh, bệnh binh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị trấn Long Hải, tổ chức đến tận nhà khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho các cựu thanh niên xung phong, thương binh, bệnh binh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn đơn vị quản lý. Tại thành phố Vũng Tàu, Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu Cảng Bà Rịa Vũng Tàu và Đồn Biên phòng Bến Đá phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Thắng Nhất đến thăm và trao tặng 2 sổ tiết kiệm, mỗi sổ trị giá 2 triệu đồng cho ông Lê Văn Kiệm, thương binh hạng 1/4 và một gia đình là thân nhân liệt sĩ. Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Long Điền đã thành lập các đoàn đến thăm Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất. Tại đây, lãnh đạo huyện đã thăm hỏi, động viên các thương bệnh binh và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các cá nhân đã hy sinh một phần máu xương cho Tổ quốc. Đồng thời, gửi tặng trung tâm một phần quà trị giá 1 triệu đồng và 3 triệu đồng tiền mặt. Đến thăm 13 đối tượng chính sách trên địa bàn huyện nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, lãnh đạo huyện tặng mỗi người một phần quà trị giá 500.000 đồng và 1 triệu đồng tiền mặt. Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Long Điền phối hợp với Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị trấn Long Điền cùng các đơn vị tài trợ đã đến trao tặng 30 triệu đồng làm kinh phí sửa chữa nhà tình nghĩa cho gia đình ông Ngô Văn Thắng, là con trai của liệt sĩ Ngô Phi Hùng, hy sinh năm 1969 trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Hơn 30 cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, chiến sĩ đại đội pháo binh 40 thuộc Ban Chỉ huy quân sự huyện Xuyên Mộc, dân quân tự vệ, Ban Chỉ huy quân sự xã Tân Lâm và lực lượng đoàn thanh niên của huyện tổ chức dọn dẹp vệ sinh, chỉnh trang đường xóm khu vực nhà mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Hiên, thăm tặng quà và dùng cơm thân mật với mẹ. Hoạt động trên thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, ghi nhớ công ơn to lớn của người có công với đất nước, góp phần gắn chặt tình đoàn kết quân dân và truyền thống bộ đội Cụ Hồ. Hội Cựu chiến binh huyện Đất Đỏ phối hợp với Đoàn Thanh niên huyện tổ chức chương trình nói chuyện truyền thống nhân kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ cho gần 150 đại biểu là hội viên Hội Cựu chiến binh huyện, các bạn đoàn viên thanh niên 8 xã thị trấn. Tại chương trình, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại ý nghĩa lịch sử 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, truyền thống cách mạng và tinh thần thi đua yêu nước của quân và dân huyện Đất Đỏ trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Qua đó góp phần hung đúc lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với quê hương, đất nước. Chuyển sang thông tin vắn đáng chú ý khác. Hội khuyến học tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn công tác khuyến học năm 2024 cho 200 cán bộ khuyến học cấp xã, huyện, tỉnh, trường đại học cao đẳng, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, lãnh đạo sở giáo dục đào tạo, phòng giáo dục đào tạo các huyện, thị xã, thành phố. Tại hội nghị, các đại biểu được hướng dẫn cách đánh giá công nhận danh hiệu công dân học tập theo bộ tiêu chí mới, đánh giá đơn vị học tập cấp huyện, tỉnh và cộng đồng học tập cấp xã, huyện, tỉnh theo quy định mới của Bộ Giáo dục Đào tạo, hướng dẫn nghiệp vụ xây dựng, phát triển tổ chức hội và hội viên. Qua hội nghị, đội ngũ cán bộ hội khuyến học các cấp đã nắm vững nội dung, cách thức thực hiện các nhiệm vụ khuyến học, xây dựng các mô hình học tập tại địa phương. Trong hai ngày 18 và 19 tháng 7, Ủy ban Nhân dân huyện Long Điền tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng nâng cao năng lực công tác giảm nghèo cho hơn 60 học viên là lãnh đạo cán bộ phụ trách công tác giảm nghèo từ huyện đến xã, thị trấn và khu phố, ấp trên địa bàn huyện. Các học viên được tập huấn các nội dung gồm
quy trình rà soát hộ nghèo hàng năm và quản lý sổ hộ nghèo, những nội dung cơ bản về theo dõi, giám sát, đánh giá hoạt động của chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2021-2025, các chính sách về hỗ trợ giáo dục cho con hộ nghèo và các chính sách hỗ trợ khác, vai trò nhiệm vụ của Ban chỉ đạo giảm nghèo cấp xã thị trấn và cán bộ làm công tác giảm nghèo. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Xuyên Mộc đang phối hợp với Ban tuyên giáo huyện ủy tổ chức tập huấn bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác cho 140 cán bộ mặt trận trên địa bàn huyện. Các nội dung trọng tâm sẽ được truyền đạt trong dịp này gồm tình hình thời sự trong nước và thế giới, công tác thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư cộng đồng, công tác giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội, kỹ năng nắm bắt thông tin, tinh thần dư luận xã hội và kỹ năng tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân. Đây cũng là dịp để các đại biểu trao đổi kinh nghiệm, cách làm hay, hiệu quả trong công tác mặt trận tại cơ sở, từ đó nâng cao hơn nữa về vị trí, vai trò, nhiệm vụ công tác mặt trận trong tình hình mới. Thanh đoàn Bà Rịa tổ chức lớp tập huấn kỹ năng nghiệp vụ công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2024 cho 120 cán bộ là bí thư, phó bí thư đoàn cơ sở, đoàn viên, hội viên tiêu biểu khối trường trung học phổ thông và cán bộ đoàn chủ chốt khối cơ quan chuyên nghiệp lực lượng vũ trang thành phố. Trong thời gian một ngày, các học viên được triển khai chuyên đề đẩy mạnh phong trào sáng tạo trẻ, trang bị phương pháp tư duy sáng tạo trong cán bộ đoàn viên thanh niên và chuyên đề nâng cao chất lượng công tác đấu tranh ứng xử văn minh trên không gian mạng trong đoàn viên thanh niên. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Kim Dinh phối hợp với lữ đoàn 171 vùng 2 hải quân tổ chức hội nghị tuyên truyền về tình hình biển đảo Việt Nam cho 120 đại biểu là cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn phường. Tại hội nghị, báo cáo viên đã thông tin đến cán bộ đảng viên và nhân dân nội dung cơ bản về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển đảo Việt Nam, chứng cứ lịch sử, pháp lý về chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam, tình hình biển đảo, vai trò nòng cốt của lực lượng hải quân trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo và thềm lục địa, quan điểm chủ trương đường lối của Đảng, Nhà nước ta về chủ quyền biển đảo. Ủy ban Nhân dân thị trấn Đất Đỏ vừa ra mắt mô hình 3-0, không có hộ nghèo chuẩn quốc gia, không có trẻ em trong độ tuổi bỏ học, không có tội phạm tệ nạn xã hội và an toàn về phòng cháy chữa cháy tại giáo xứ Đất Đỏ. Mô hình gồm 5 thành viên. Các thành viên có nhiệm vụ tuyên truyền, vận động đồng bào giáo dân sống tốt đời đẹp đạo, thường xuyên tự nhắc nhở, nêu cao tinh thần cảnh giác, phòng ngừa tố giác tội phạm, ngăn chặn kịp thời mọi thông tin tuyên truyền xuyên tạc gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự tại địa phương. Phát động phong trào thi đua lao động sản xuất để tăng thêm thu nhập kinh tế cho các hộ gia đình, phối hợp với địa phương rà soát các hộ nghèo trên địa bàn giáo xứ, nắm bắt thông tin, vận động học sinh ra lớp, tuyên truyền vận động nhân dân tham gia phong trào phòng chống ma túy, phòng chống cháy nổ. Thực hiện chương trình Ngân hàng Bò, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Long Điền và Ủy ban Nhân dân xã Tam Phước tổ chức trao tặng một con bò giống cho gia đình bà Phạm Thị Minh, ngụ tại tổ 14 ấp Phước Trinh, xã Tam Phước, huyện Long Điền. Con bò giống trao cho gia đình bà Phạm Thị Minh được sinh ra từ con bò do Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao cho hộ gia đình ông Phan Hùng Tuấn, cũng ngụ tại xã Tam Phước trước đó. Con bò là ở bên ngân hàng bò thì nhận được rồi là mình cũng phải hết sức chăm sóc cái hết sức mình để cho nó tạo điều kiện sau này hỗ trợ thêm cái mức sống của gia đình. Thì cảm ơn tất cả các chính quyền địa phương. Trung tâm văn hóa thông tin và thể thao thành phố Bà Rịa tổ chức hội thi vẽ sắc màu tuổi thơ thành phố Bà Rịa hè năm 2024 với chủ đề thích ứng an toàn trải nghiệm sáng tạo. Hội thi thu hút hơn 200 em học sinh đến từ các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn thành phố tham gia. Trong thời gian 180 phút, mỗi em sẽ hoàn thành một tác phẩm thể hiện đúng chủ đề của hội thi. Đây là sân chơi bổ ích, thiết thực, tạo điều kiện cho các em được gặp gỡ, giao lưu, vui chơi lành mạnh và cùng nhau trao dồi, phát triển năng khiếu hội họa. Hơn 150 thí sinh đến từ 11 đơn vị xã thị trấn đã tham dự hội thi Thiếu nhi kể chuyện sách hè năm 2024 do Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao huyện Xuyên Mộc phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Mỗi thí sinh tham gia hội thi kể về một câu chuyện, ngụ ngôn, cổ tích hay những câu chuyện có nội dung về các danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, anh hùng liệt sĩ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, những mẫu chuyện về Bác Hồ với thiếu nhi
quê hương đất nước, gia đình, tình bạn, chủ quyền biển đảo của đất nước. Thưa quý vị, từ đầu tháng 6 đến nay, thời tiết mưa dông xuất hiện nhiều, khiến cho sản xuất nông nghiệp và khai thác đánh bắt hải sản của nông ngư dân gặp nhiều khó khăn, dẫn đến thu nhập giảm sút, thậm chí thua lỗ. Đây là nội dung tiêu điểm chương trình 60 cộng trưa nay. Chuyến biển vừa rồi, tàu của bà Trương Thị Huyên ở phường Thắng Nhì, thành phố Vũng Tàu cập cảng mà không thu được lợi nhuận bởi biển động ra khơi đánh bắt không đạt sản lượng như mong muốn. Bão cho nên là cái đánh bắt thì nó không đạt. Ví dụ như tổn phí tôi đi thì tới 140 mà tôi thu được có 100 mà thì chi phí nó không có đủ đâu hết. Biển động ra khơi đánh bắt không đạt hiệu quả cũng là tình cảnh chung của nhiều ngư dân khác tại thành phố Vũng Tàu. Trong gió rồi này kia rồi đánh bắt cũng không có đạt. Chi phí thì nó cao mà đi vô thì không đủ chi phí. Xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc hiện có khoảng 510 tàu thuyền, tổng công suất trên 113.000 CV. Những ngày này, do thời tiết xấu, tàu cá của địa phương phải đậu bờ. Tình trạng này thường xuyên diễn ra từ đầu tháng 6 đến nay. Chuyến nào ra khơi được thì sản lượng khai thác cũng đều không như mong muốn, trong khi giá hải sản bấp bênh nên ngư dân gặp nhiều khó khăn. Nguồn hải sản nó hơi cạn kiệt. Mình ra khơi thì thời tiết cũng khắc nghiệt, thì lúc sóng gió làm nó không được, ngư dân rất khó khăn. Hiện toàn tỉnh có 4.461 tàu cá. 6 tháng đầu năm 2024, tổng sản lượng khai thác của tỉnh hơn 199.000 tấn, đạt 53,2% kế hoạch năm. Theo dự báo, từ nay đến cuối năm, tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, khả năng có nhiều mưa bão, hoạt động khai thác hải sản sẽ gặp khó khăn bất lợi hơn. Do đó, để đạt được mục tiêu giữ ổn định sản lượng khai thác khoảng 350.000 tấn một năm, các cấp các ngành đang tuyên truyền, vận động ngư dân trang bị các thiết bị, phương tiện theo quy định khi ra khơi nhằm gia tăng sản lượng lẫn đảm bảo an toàn. Song song đó, tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ tàu cá theo quy định của chính phủ cũng như của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Theo bà con nông dân vùng chuyên canh trồng rau trên địa bàn tỉnh, thời điểm này thời tiết liên tục mưa nên năng suất rau hè thu giảm từ 40 đến 60% so với vụ trước. Trong khi đó giá rau đang giảm lại tiêu thụ chậm khiến nông dân lo lắng. Mưa thì nói chung là vườn khó lắm, rau là không có giá đâu. Mà mưa xuống là nói chung là phân do mình vãi xuống, nó mưa lớn nó trôi hết à. Với lại dập cái này là không lớn được. Mưa lớn là hầu như là như cái vườn bên này nhà mình đây là bị ngập hết. Làm ra thì nó vất vả mà cái giá cả thì nó không có. Nên là nó cũng rất là khó khăn. Bình quân 1.000 mét vuông đất trồng rau, nông dân đầu tư chi phí sản xuất từ 7 đến 10 triệu đồng. Nhưng hiện giá rau xanh các loại chỉ từ 4.000 đến 6.000 đồng một kg, rau thơm 5.000 đồng một ký, giảm hơn một nửa so với cách đây 2 tháng. Với giá bán này, nông dân không có lãi, thậm chí thua lỗ nếu thuê đất. Trước họ bán ngày mấy tạ nhưng mà giờ không có ăn được. Mỗi mối lấy có mấy chục ký à, không dám làm nhiều là bỏ. Giá thì bình thường à, năm nay không ăn thua, năm ngoái còn đắt hơn ấy, dễ bán hơn năm nay ấy. Năm nay không bán được, mỗi năm ấy thì còn bán được 7.000, 8.000, năm nay được có 4.000 mà còn không có người mua. Vụ hè thu này, toàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu canh tác 1.100 hecta rau xanh các loại. Để khắc phục những hạn chế do thời tiết, giúp cây rau phát triển tốt trong mùa mưa, ngành nông nghiệp khuyến khích nông dân ứng dụng các giải pháp công nghệ như trồng rau trong nhà kính, nhà màng có che chắn, đồng thời nắm vững kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh theo quy trình sản xuất rau an toàn, nhằm giảm bớt rủi ro do ảnh hưởng của thời tiết. Chương trình 60 cộng trưa nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình bản tin tiếp theo của đài BRT.